phần lăng hồng các bạn nha, khá là đẹp. Hiếm lâu lắm mới gặp được cây như thế này, hoa hồng nè, kia hô. Cái này nó bị lai giống hay sao? Lúc trước mình nói với các bạn ha, màu trắng, màu hồng, có cái màu đỏ nữa các bạn nha. Cái màu đỏ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.